Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Tôi đã có mặt trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Thái Lan chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Đây là ngày 11 tháng 1 năm 2023 và bây giờ là 15:30. 10 phút nữa đội tuyển sẽ là tập luyện ở đây, sân tập Myanmar của đội bóng Việt Nam. Đây là một khung giờ tập luyện khá là lạ và có lẽ là chưa bao giờ trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 thì đội lại chọn một cái giờ tập là 3:40. Không biết có điều gì đặc biệt ở đây hay không. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là thầy trò huấn luyện viên Park Seo có buổi tập như thế nào trước trận đấu chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Hôm nay thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ có một buổi tập ở một trạng thái mà chúng ta đã được nghỉ ngơi trong ngày 10 tháng 1, một ngày sau trận đấu chúng ta đánh bại Indonesia. Và các bạn đã thấy trên mạng sao rồi, cầu thủ chúng ta đã tranh thủ thời gian để về thăm gia đình, người thân và có những cái hoạt động của cá nhân mình. Cầu thủ đội tuyển đã có mặt và bây giờ là lúc mà họ đã bước vào thay đồ. Các trợ lý bây giờ đang chuẩn bị rất nhiều các công việc khác nhau. Đây là nhóm các trợ lý chuẩn bị những chai nước để các cầu thủ có thể sẵn sàng tập luyện và uống nước. Các phóng viên các bạn thấy hôm nay đến rất đông, chung kết đến nơi rồi. Và các bạn thấy là lúc này là lúc mà các phóng viên phải làm việc cật lực. Những phóng viên ảnh đã sẵn sàng để gửi đến cho các bạn những tấm ảnh cực kỳ chân thực tại hiện trường. Huấn luyện viên Park Seo cầm một tách trà. Trời hôm nay thì trời Hà Nội không quá lạnh nhưng cũng không thực sự là ấm áp. Chính vì thế mà huấn luyện viên Park Seo có nhấp một vài ly trà ấm để làm sao cho cơ thể mình ấm mát trước khi bước vào buổi tập. Đây là một thói quen thường thấy của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Như các bạn đã biết thì đội bóng của chúng ta sẽ gặp đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết AFF và rõ ràng đây là một trận đấu mà thực sự là đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á rất nhiều năm vừa qua, thậm chí là hàng thập niên rồi. Chúng ta và Thái Lan luôn luôn là những đối thủ ken cựa nhau tại Đông Nam Á và cứ mỗi khi chúng ta nhắc đến người Thái là chúng ta sôi máu. Ngày hôm nay thì các bạn thấy là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ có những bài tập để thả lỏng, một lịch thi đấu dày đặc và các cầu thủ cần có thời gian để nghỉ ngơi. Hôm qua cũng là một ngày mà họ đã nghỉ hoàn toàn không tập gì, còn hôm nay bắt đầu lại trạng thái vận động nên là các bạn thấy là sẽ có những cái hàng yoga. Có lẽ là đội của chúng ta sẽ có những bài tập để làm sao có duy trì được cảm giác vận động, giúp cho các cơ các gân comeback trở lại và sẵn sàng cho những cuộc đối đầu sắp tới. Chúng ta sẽ còn hai trận chung kết, một trận chung kết lượt đi và một trận chung kết lượt về. Toàn đội lúc này đang thực sự quyết tâm và rất nhiều người lo lắng rằng chúng ta sẽ sợ người Thái, nhưng theo mình biết thì lúc này thì toàn đội chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là đá với Thái. Chúng ta phải tâm lý làm sao dù quá khứ chúng ta gặp người Thái chúng ta sẽ có những cái chút gợn và chúng ta thất bại rất nhiều lần. Mình có nhớ lần gần nhất đội tuyển Thái Lan được nâng cúp tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đó là chiếc cúp SEA Games tổ chức tại Việt Nam năm 2022. Thời đó thì các bạn nhớ là Văn Quyến, Quốc Vượng là những cái tên mà đã thất bại trước những cầu thủ như Thông Lao. Và đó là một trận chung kết mà thực sự đã lấy đi rất nhiều nước mắt của người Việt Nam. Và đây là cơ hội để chúng ta vô địch trên đất bạn với tư cách là đội tuyển quốc gia, một cấp độ hoàn toàn khác so với U23. Với bóng đá Thái Lan thì họ chưa bao giờ có được một cơ hội vô địch trên đất Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta có cơ hội để nâng cúp vô địch Đông Nam Á sau khi đánh bại Thái Lan ở trận đấu chung kết lượt về. Đó là những mong muốn của rất nhiều những fan hâm mộ. Ở bên phía Thái Lan thì có một cầu thủ đã chơi trong trận đấu chung kết AFF Cup 2008, đó chính là Therasin Dangda. Cầu thủ đã có một quãng sự nghiệp rất là dài
bây giờ đã 34 tuổi rồi nhưng vẫn là tiền đạo mũi nhọn của đội tuyển Thái Lan và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Tiến Linh của chúng ta đang bám đuổi ở phía sau. Rõ ràng là lúc này thì chúng ta đang có sự ganh đua ở rất nhiều các vị trí. Therathon cũng đang là một tiền vệ chơi rất xuất sắc bên phía Thái Lan. Trong khi đó thì các bạn thấy ở tiền vệ của Việt Nam có rất nhiều những con người khác nhau. Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải đều là những cái tên có thể nói là đầy sức sáng tạo. Trong khi Hoàng Đức sở hữu một lối chơi điềm tĩnh, cầm nhịp và những pha đi bóng thực sự ảo diệu, thì Hùng Dũng là một cầu thủ di chuyển không biết mệt mỏi từ khu vực vòng cấm địa sân nhà cho đến vòng cấm địa sân khách. Và Quang Hải, người có lẽ sẽ thường xuyên đối đầu với Therathon trong trận đấu sắp tới, đã là một cầu thủ đang được đánh giá cao của bóng đá Đông Nam Á và của bóng đá Việt Nam. Rất nhiều những đoạn video màn trình diễn của Quang Hải đã được giải đấu UFF dùng để đăng lên fanpage. Lúc này thì bạn thấy là đây, chúng ta sẽ điểm danh một chút nhá. Hồng Duy, Văn Hậu là những người đang có mặt trong những ngành đầu tiên. Văn Hậu cũng là cầu thủ mà nhận được rất nhiều những sự chỉ trích từ phía Indonesia sau trận đấu gặp Indonesia ở bán kết lượt về. Tấn Tài, Hùng Dũng. Nói thêm là hiện tại thì Văn Hậu thực sự đang rất quyết tâm, và dù cho ai có nói gì đi chăng nữa thì đương nhiên rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ, chính Văn Hậu và thậm chí bây giờ rất đông những người trong chuyên môn, giới chuyên môn, kể cả các fan hâm mộ đang rất ủng hộ Văn Hậu. Nếu không có một cầu thủ chơi bóng như Văn Hậu thì có lẽ chúng ta sẽ phải hơi rén một chút trước những đối thủ như Indonesia. Thì các bạn thấy đó, chính nhờ có sự góp mặt của Văn Hậu nên các cầu thủ Indonesia không thể tập trung để chơi bóng. Rất nhiều những hình ảnh Indonesia họ đã tìm cách để khiến cho Văn Hậu, khiêu khích Văn Hậu và khiến cho Văn Hậu phải nhận tấm thẻ đỏ. Và đó cũng là cũng có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi Indonesia họ không tập trung chơi bóng và chúng ta thì lại rất biết cách để triển khai lối chơi và đánh bại đối thủ ở trận đấu bán kết lượt về. Trận đấu đã có một kịch bản mà ít ai ngờ tới với hai bàn thắng của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Lúc này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đang nói chuyện với Văn Toàn. Văn Toàn là một cầu thủ khá đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Và đặc biệt là huấn luyện viên Park Hang-seo rất hay sử dụng Văn Toàn ở những tình huống cần một cầu thủ tốc độ, có khả năng quấy rối hàng phòng ngự của đối phương. Đây là Quang Hải. Hải cũng đang nhận được sự quan tâm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là một giải đấu mà Quang Hải đang cho thấy anh đang tìm cách để lấy lại phong độ của mình. Sẽ có những trận đấu mà Quang Hải chưa thực sự đạt được 100% phong độ, nhưng rõ ràng Quang Hải cũng có, vẫn còn đó những cái khả năng mà gọi là sở trường của Quang Hải, từ những đường chạm bóng, từ những đường truyền đều thực sự rất ảo diệu. Bùi Tiến Dũng đang bị huấn luyện viên Park Hang-seo trêu. Đây là Văn Thành và Tuấn Anh. Văn Thành thì bây giờ đã không còn thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Gia nữa và đã chuyển sang câu lạc bộ Công an Hà Nội rồi. Trong khi đó Tuấn Anh thì vẫn đang có cao câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Ngọc Quang cũng thế. Huấn luyện viên Park Hang-seo đây có lẽ là lúc mà ông sẽ có cơ hội đi xung quanh các học trò để hỏi han, tìm hiểu xem các học trò gặp vấn đề gì hay không. Rõ ràng sau một ngày nghỉ, huấn luyện viên Park Hang-seo rất mong muốn các cầu thủ của mình có được một phong độ và có được một cái trạng thái tốt. Với những ai có nhà tại khu vực Hà Nội thì có lẽ họ sẽ trở về nhà thăm gia đình, người thân. Đặc biệt là Quang Hải, sau quãng thời gian đi thầu đi Pháp rất lâu thì có lẽ ngày hôm qua, ngày 10 tháng 1 sẽ là cơ hội để Quang Hải trở về để thăm gia đình, người thân. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là các cầu thủ khác cũng sẽ có những cái người bạn gái, ví dụ như Hoàng Đức tại đang được huấn luyện viên Park Hang-seo hỏi thăm, có bạn gái Gia Hân
đến để thăm. Lúc này thì các cầu thủ của chúng ta đang rất tự tin, và cái việc được chơi trên sân nhà ở trận đấu lượt đi nó giúp cho chúng ta được nghỉ ngơi một ngày. Trong khi đó thì các bạn thấy là Thái Lan họ phải di chuyển ngay trong ngày 11 tháng 1 để có mặt tại Việt Nam để sẵn sàng cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu lượt về thì diễn ra vào ngày 16 tháng 1, và đó là thời điểm mà cả hai đội bóng sẽ phải di chuyển đến Bangkok để thi đấu. Hiện tại thì thời điểm video đang các bạn đang xem thì trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, trận đấu chung kết lượt về, vẫn sẽ được tổ chức trên sân Thammasat. Nhưng trước đó có một vài thông tin cho rằng là FAT xem xét việc mang trận đấu về sân Rajamangalai. Nhưng mình nghĩ rằng là dù có đá ở sân nào thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng sẽ có được phương án để đối đầu với một đội bóng có lợi thế trên sân nhà. Mình tin rằng thầy trò Lee Park-seo sẽ tìm cách đánh bại Thái Lan ở trận đấu lượt đi. Còn trận đấu lượt về thì đội bóng của chúng ta sẽ tìm cách để chơi phòng ngự phản công. Bởi vì rõ ràng việc chơi bóng trên sân khách không phải điều dễ dàng gì. Một sân bóng mà các bạn thấy là sân Thammasat thì cũng có một sức chứa rất khổng lồ. Còn sân Rajamangala thì có sức chứa lên đến 100.000 chỗ ngồi, nếu mình nhớ không nhầm. Một sức chứa rất kinh khủng. Lúc này thì cả lực lượng cảnh sát cơ động, không phải, đây là lực lượng an ninh của sân bóng, sân tập của đội tuyển cũng đang được huy động để hỗ trợ cho các trợ lý bê chiếc khung thành vào bên trong. Vâng, người Việt Nam đang cực kỳ đồng lòng để hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, sẵn sàng đối đầu với Thái Lan. Rất tuyệt vời. Những nhân viên an ninh đảm bảo an toàn. Rồi, tí mình cho vào. Cảm ơn. Cho sân tập của tuyển Việt Nam này cũng đang hỗ trợ các trợ lý để làm sao các cầu thủ có được một buổi tập thành công nhất. Với việc mang khung thành ra đây thì có lẽ không khó là chúng ta nhận ra là có lẽ đội tuyển Việt Nam sẽ có những bài tập liên quan đến khung thành, liên quan đến sút. Theo mình được biết thì trước trận đấu gặp Indonesia ở bán kết lượt đi, bán kết lượt về thì đội tuyển Việt Nam cũng đã tập sút penalty rất nhiều. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đã lường trước được rất nhiều những phương án. Rất may là chúng ta đã đánh bại Indonesia ở ngay 90 phút và không phải đưa trận đấu đến penalty. Với riêng giải đấu Đông Nam Á thì đây là một cái giải đấu mà có một cái luật thi đấu tương đối đặc biệt và có lẽ là khác hoàn toàn so với các giải đấu khác trên thế giới, khi mà các đội bóng sẽ phải thi đấu hai trận chung kết ở giải đấu Champions League. Thì các bạn thấy là cũng có thể tức sân nhà sân khách, nhưng nó chỉ dừng lại ở bán kết mà thôi. Còn đến chung kết thì sẽ chọn một địa điểm tương đối trung lập và được chọn trước, để làm sao các cầu thủ sẽ chỉ thi đấu một trận chung kết mà thôi, một trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên với giải đấu hàng đầu Đông Nam Á, cách tổ chức này cũng là cách để thu hút fan hâm mộ đến với các trận đấu có mặt của quốc gia của họ. Ví dụ như các bạn thấy là có một thời gian chúng ta đã chơi ở cái giải đấu mà khi Việt Nam thi đấu ở trên sân, ví dụ như Myanmar chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là rất ít những khán giả của Việt Nam có mặt. Hay như ví dụ như cặp đấu Philippines Timor tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình chẳng hạn,
thì cũng rất ít những khán giả của cả hai đội bóng đến sân. Và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã nghĩ ra cách là tổ chức các trận đấu có mặt của sự có sự góp mặt của các đội chủ nhà để thu hút được nhà tài trợ, thu hút được vấn đề về thương mại để thu hút được khán giả đến sân. Và đó là cách để giải đấu hàng đầu bóng đá Đông Nam Á vẫn đang được diễn ra. Chúng ta đã có 2 lần lên ngôi vương, trong khi đó nếu mình nhớ không nhầm thì Thái Lan đã có 6 lần rồi. Đây là lúc mà chúng ta có cơ hội để rút ngắn khoảng cách về số lần vô địch giải đấu hàng đầu Đông Nam Á này với đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đang có những con người mình nghĩ rằng là tốt nhất ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam rồi. Sự vắng mặt của một vài những cầu thủ, ví dụ như Đình Trọng, mình nghĩ rằng hơi đáng tiếc, hay là Công Phượng cũng là một điều mình thực sự rất đáng tiếc. Tuy nhiên cũng đã có những con người thay thế, những người sẽ có những khả năng khác nhau. Trong khi đó thì các bạn thấy là ở bên phía Thái Lan họ không chỉ có mặt của rất nhiều những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, ví dụ như Chanthip Songkrasin, Subhachok, Subhachai, rồi Thiniwat, rất nhiều các cầu thủ chơi hay. Bây giờ thì chúng ta cảm thấy là ở giải đấu AFF Cup này 2020 thì Văn Hậu, Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm không có mặt, và các bạn thấy là chúng ta đã để thua Thái Lan ở trận bán kết. Trong khi đó thì giải đấu này chúng ta đã có đầy đủ lực lượng, thậm chí họ còn chơi hay. Nhân tố đó là những nhân tố chơi cực hay. Văn Lâm là người cứu thua rất nhiều lần trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Hùng Dũng như một chiếc động cơ không biết mệt mỏi và hoạt động bền bỉ từ trận đấu đầu tiên cho đến bây giờ. Trong khi đó thì Đoàn Văn Hậu là người được biết đến với rất nhiều những pha bóng rắn và dằn mặt đối thủ, là chủ đề bàn tán trong suốt những ngày qua. Cùng với đó là sự góp mặt của rất nhiều các cầu thủ càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng ở độ chín. Ví dụ như trường hợp của Quế Hồng Hải, cầu thủ sinh năm 1993 đã có một giải đấu mình nghĩ rằng tương đối thành công, rất đĩnh đạc, bản lĩnh và chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt. Ngoài ra thì các cầu thủ trung vệ khác như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung hay Duy Mạnh cũng đã có sự phối hợp với các đồng đội tương đối tốt. Như vậy huấn luyện viên Park xưa đang cầm một chiếc roi cao su, một dây cao su để đi trêu các cầu thủ. Ông đang định đánh trêu Văn Hậu hay là Tấn Tài. Những hình ảnh cho thấy huấn luyện viên Park xưa cực kỳ thoải mái. Trong quá khứ thì các bạn thấy là huấn luyện viên Park xưa đã từng đối đầu với huấn luyện viên Mano Bodkin rồi. Đấu mà ông đã đối đầu với Bodkin gần nhất đó chính là trận đấu tại AFF. Đó là giải đấu mà thực sự là chúng ta đã gặp rất nhiều vấn đề về lực lượng. Cũng phải nói thêm là giải đấu đó thì Thái Lan có một lực lượng thực sự hùng mạnh. Họ muốn lấy lại cái ngôi vô địch Đông Nam Á từ tay Việt Nam, nên là họ đã gọi gần như là tất cả cầu thủ hay nhất của họ. Mình nghĩ rằng hay nhất tất cả rồi. Chanathip, Thiniwat, Subhachok, Subhachai, Terathorn, Terasin Dangda, dự mình cũng rất mong là có một trận đấu nào đó mà cả hai bên đều đó đều có đầy đủ lực lượng, những cầu thủ được coi là hay nhất của cả hai đội bóng để phân tài cao thấp. Mình nhớ là trận đấu tại vòng loại World Cup, vòng loại thứ hai World Cup 2022 thì cả hai trận đấu đã có kết thúc với tỷ số hòa, cả cả trên sân Thammasat và cả trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nhưng theo các quan sát của mình thì ở hai trận đấu đó, đặc biệt là trận đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thì chúng ta thực sự đã phải vất vả hơn để chống đỡ những đợt tấn công. Chỉ là có một tình huống mà Terathorn đã được cơ hội đá penalty nhưng không thành công. Người đã cản phá cú sút của Terathorn đó chính là Đặng Văn Lâm. Rõ ràng sự đối đầu của Việt Nam và Thái Lan là sức hút cực kỳ lớn tại giải đấu năm nay. Và thực ra tại chính đất nước của chúng ta, nhiều người chỉ quan tâm đến việc chúng ta gặp Thái Lan thì thắng hay là thua mà thôi, chứ còn chúng ta không có đối thủ nào khác ngoài Thái Lan cả. Đó là lịch sử, đó là những gì mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ, và bây giờ là lúc mà chúng ta cần phải lấy lại.
một thế hệ mà thực sự là thế hệ vàng. Và đây là lúc mà chúng ta giành nhiều danh hiệu nhất có thể để lấy lại thể diện cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là về mặt tổng số thành tích. Mình cũng hy vọng rằng là đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thêm nhiều chức huy chương vàng AFF nữa, để làm sao mà người Thái không nói rằng là chúng ta vẫn thua họ về tổng số thành tích. Lúc này thì chúng ta đang có cơ hội lên con số 3, Thái Lan đã 6 rồi. Lúc này thì tình hình vé của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đang rất căng. Theo mình tìm hiểu thì vào dạng chiều tối ngày 11 tháng 1 năm 2023, cách hai trận đấu 2 ngày, thì vé đã được đẩy lên khoảng 8 triệu một cặp. Trong khi đó vé thấp nhất là 3 triệu một cặp ở khu vực khán đài CD. Đó là vé chợ đen các bạn nhé. Thế còn để mà mua trực tiếp từ online hay là từ bán vé trực tiếp thì thực sự là mình cũng thấy là tương đối khó khăn. Những ai nhanh tay có lẽ là những người sẽ có may mắn được sở hữu tấm vé. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang đi vòng quanh và yêu cầu các cầu thủ phải có một khoảng cách đủ lớn. Vâng, ông đang kéo tấm thảm của Tuấn Anh. Thực ra đây là thời điểm mà chúng ta đang có cơ hội được quan sát những buổi tập cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trong cương vị là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Và thực sự với mình, đây cũng là những hình ảnh cực kỳ rất quen thuộc rồi. Ông Park luôn tạo ra sự chú ý ở những cái bài khởi động như thế này, để thứ nhất là khiến cho học trò cảm thấy thực sự thoải mái và không bị căng thẳng. Thứ hai, bản thân ông cũng có mối liên kết với các cầu thủ ở những cái tình huống như thế này. Đây là một cách để gần gũi các cầu thủ, các học trò, những cái bài tập mà thực sự không quá nặng nề về mặt chuyên môn. Cách thứ ba, điều thứ ba ông mong muốn đó cũng chính là những người làm truyền thông có cái để mà nói đến. Và ông mong muốn ông chính là tâm điểm của sự chú ý để dành hết những áp lực lên đôi vai của mình và xua tan những áp lực cho các học trò. Đây là một cảm giác thực sự rất quen thuộc. Và cứ mỗi lần mà đi làm đội tuyển ấy, thì các bạn sẽ thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo luôn làm rất nhiều trò để gây sự chú ý. Và các phóng viên luôn luôn phải hướng ánh mắt, hướng ống kính camera về phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là những hình ảnh mà có lẽ chúng ta sẽ không còn nhiều buổi tập như này nữa trong màu áo dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo rất đội tuyển Việt Nam. Không còn nhiều nữa đâu. Chính vì thế mà các bạn hãy tận hưởng đi. Chúng ta sẽ còn một buổi tập ngày mai vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, buổi tập làm quen sân. Sau đó chúng ta sẽ có ngày trận đấu thi đấu vào ngày 13. Ngày 14 chúng ta sẽ có mặt tại Thái Lan vào buổi trưa, và đầu giờ chiều chúng ta sẽ có mặt tại sân tập. Và ngày 15 chúng ta sẽ có một buổi tập nữa trước khi chúng ta sẽ có một trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó sẽ là trận đấu tạm biệt. Và huấn luyện viên Park Hang-seo đang ra để gây sự trong ngoặc kép với Tấn Tài cũng như là Đoàn Văn Hậu. Những hình ảnh như mình đã nói rất quen thuộc, nhưng lúc nào cũng sẽ gây được sự chú ý. Hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng ra sức bảo vệ Văn Hậu ở trên các diễn đàn. Thực sự là trong cái trận đấu bán kết lượt về vừa rồi thì huấn luyện viên Siti Jang bên phía Indonesia, ông đó có lên Instagram và đăng bức ảnh Văn Hậu lên tiếng chỉ trích, rồi dành rất nhiều những lời lẽ mà thực sự bản thân mình cảm thấy như thế thực sự là không xứng đáng tư cách là một huấn luyện viên. Đó là một cách khá là bị ổi khi mà một huấn luyện viên trưởng công kích một cầu thủ bên phía đối phương qua mạng xã hội. Đó là điều thực sự mình không chấp nhận được. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau buổi họp báo về chiến thắng đã nói rằng là đó là điều huấn luyện viên không nên làm khi mà công kích một cái cầu thủ ở phía đối phương như thế qua trang mạng xã hội.
đó là điều không hay ho một chút nào cả. Như vậy đội đã khởi động xong và có lẽ sẽ bắt đầu bước vào những bài tập có tính chuyên môn cao hơn với những chiếc marker. Mình dự đoán một chút thôi, trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ tung ra đội hình như sau ở trận lượt đi. Thủ môn mình dự đoán là Đặng Văn Lâm, các trung vệ là Khối Ngọc Hải, Thành Trung, Tiến Dũng, hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu, hậu vệ cánh phải là Tấn Tài. Hai cầu thủ chơi tiền vệ trung tâm đó là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Quang Hải là trên một chút và Hoàng Đức, Tiến Linh sẽ là hai cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Đó là dự đoán của cá nhân mình. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi một trận đấu hay và giành chiến thắng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Mặc dù rất khó khăn nhưng mình tin rằng chúng ta sẽ có được bàn thắng và có lẽ sẽ giành chiến thắng ít nhất là một bàn. Cách biệt sẽ ít nhất là một bàn. Trận đấu lượt về chúng ta sẽ tìm cách chơi phòng ngự phản công và chỉ cần chúng ta ghi được một bàn thắng trên sân trên đất Thái Lan thôi thì đội tuyển Thái sẽ phải ghi đến 3 bàn mới có thể đánh bại được chúng ta. Đó là kịch bản mà thực sự mình mong muốn và mình cũng hy vọng. Mình biết được là chúng ta ai cũng mong muốn như thế. Chúng ta có cơ sở để làm điều đó. Chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào điều đó. Mình thực sự tin là đội tuyển Việt Nam với năng lực hiện tại, các cầu thủ sẽ làm được điều đó. Chúng ta sẽ đè Thái Lan ra để chơi và chúng ta sẽ không ngán ngẩm bất cứ một điều gì cả. Xanh chín luôn anh em ạ. Đây cũng là những hình ảnh theo cho lời kết của video ngày hôm nay trên kênh Tết Trần TV. Chúng ta đã có 15 phút tác nghiệp và mình đã cố gắng gửi đến các bạn những hình ảnh nhiều nhất có thể rồi. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong video tiếp theo trên kênh Tết Trần TV ở buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mấy phút nữa thôi xong. Hey, boy!